Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em có còn từng nhớ tôi không? Anh em có còn từng nhớ tôi không? Gần một tuần rồi chúng ta chưa gặp nhau, không biết là anh em dạo gần đây ra sao? Chơi game như thế nào, có còn như năm xưa? Nói thế thôi, chứ còn không hỏi thì tôi cũng biết thừa, anh em ạ. Tôi lại còn không biết nữa thì còn ai biết. Cái tuần vừa qua sau khi mà up cái clip gót sáo đỏ ấy, hướng dẫn cho anh em viewer trên kênh Game Today, tôi nói thật với anh em là có rất nhiều anh em là có gửi tin nhắn cho tôi, gửi tin nhắn cho tôi ở trên fanpage và đánh giá cái bộ đấy rất là ổn áp trong việc leo rank. Đấy, đấy là trong cái khoảng thời gian mà sau khi up clip xong ấy là như thế. Đấy, sau đó chơi một thời gian thì thấy rất là ok. Đấy là cái giai đoạn đầu mà khi mà mới bắt đầu meta ấy, khi mà có khá nhiều người chơi vẫn là 9 mét với cả 9 ẹp. Đấy, sau đó một thời gian nhá, khoảng 2-3 ngày sau, sau khi mà anh em đã chơi nó thấy cảm thấy là nó rất là uy tín, line up rất là uy tín, rất là ổn áp rồi, thì lại bắt đầu nhắn tin cho tôi kêu. Đấy, kêu ca là anh ơi, anh ra cái clip là giới thiệu cái bộ gót đỏ ấy làm cho là bây giờ vào trong 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 rank có 8 ông chơi thì có tận 5 ông, có tới 5 ông là chơi cái bộ gót đỏ, trong đấy có tôi. Trong đấy có em, trong đấy có mình. Úi giời ơi, thôi xong. Thế là coi như là meta này nó thực sự là nó thuộc về cái bộ gót sáo đỏ rồi. Chắc là nó đã thành cái meta gót sáo đỏ rồi anh em ạ. Rất nhiều người chơi, rất nhiều người là thích chơi cái bộ đấy, rất đam mê. Thậm chí là tôi cũng thế thôi, tôi cũng khá là đam mê với cái lab đấy. Đấy, thế là rất nhiều người kêu ca. Ui, đầu game là ra Skywalker này, được quá nhở. Truyền thuyết lại không có bom, không có máy bay, cũng nói chung là cũng không chơi được cái bộ Goblin đâu. Nhưng mà thôi, cứ lóc lại. Hay sao đầu game thì nó vẫn là quý anh em ạ. Để giải thích cho cái bộ đỏ ấy, cái bộ gót sáo đỏ tại sao nó lại uy tín trong cái thời gian vừa qua ấy, thì nó có hai cái vấn đề mà chúng ta thấy được cái sức mạnh của cái bộ sáo đỏ gót. Cái thứ nhất ấy, đấy chính là trong cái meta mà khi mà anh em bắt đầu mới vập vào cái bộ đấy, khi mà sau khi mà tôi ra clip ấy, nó mạnh là bởi vì là hồi đấy, cái hồi đấy nó có khá là nhiều cái nhà mà chơi 9 ẹp. Mà 9 ẹp ấy nó lại rất sợ cái bộ sáo đỏ gót. Đấy, nó gần như là nó là thiên địch, nó là counter. Anh em có thể xem cái clip mà tôi up gần nhất ấy, mà chung kết là tôi có chơi gót sáo đỏ mà chiến với cả cái bọn 9m à 999 ẹp ấy, là anh em cũng có thể thấy. Cái kịch bản của nó rất là ghê ở cái chỗ là nó có cái con heo ấy. Có cái con heo mà khi mà anh em gặp 9 ẹp ấy, chỉ cần cái bóng của cái con 5 tiền nó bị chết thôi, cái con 5 tiền trong bộ 9 ẹp nó bị chết thôi, thì nó sẽ ngay lập tức nó sẽ triệu hồi ra một con 5 tiền 2 sao và nó là hàng thật luôn ở trong cái đội hình của anh em. Chính vì thế nên là nó rất là counter cái bộ 999 ẹp. Đấy, những cái bóng nó chết thôi là có thể triệu hồi ra được cái con tướng xịn. Đấy, chính vì thế nên là ở cái meta mà nhiều người chơi 9 ẹp thì cái bộ gót sáo đỏ nó rất là ok. Đấy, cái lý do thứ hai mà người ta cũng chọn cái line up gót sáo đỏ trong cái thời điểm hiện tại đấy là chính là đấy là một cái bộ mà nó là một cái bộ eco rất tốt, một cái bộ eco rất tốt. Khi mà anh em eco, anh em giữ được máu khi mà trong đội hình nó có hai con tướng có khả năng giữ máu cũng như là có khả năng cho cái thuốc hồi máu khi mà anh em vượt quá cái số máu bị mất. Chúng ta lấy Goblin đầu game anh em nhé. Mặc dù là trận này thì không chơi được Goblin nhưng mà ba con Goblin đầu game thì nó rất là khỏe, chúng ta có thể chơi được. Ở đây có lấy được xung kích này, ở đây tôi có thể lấy cái xung kích hoặc lấy cái Blink. Đấy, lấy cái Blink thì có vẻ tín hơn đấy, lấy cái Blink tung trưởng nhanh. Blink thì nó hữu dụng hơn ở giai đoạn cuối game anh em ạ. Thường là tôi sẽ chọn cái Blink hơn là cái xung kích. Bởi vì làm sao, nếu mà chúng ta ngày trước ấy, chúng ta tại sao tôi anh em thấy là có những cái clip mà tôi lấy cái xung kích đầu game, bởi vì như này, cái meta hiện tại ấy, chúng ta có một cái đội hình mà chúng ta cái xung kích nó là cái core item đấy, nó chính là cái đội hình 9m.
Tức là nếu mà xác định mà chơi 9m thì tôi sẽ lấy là xung kích. Tuy nhiên là cái đội hình 9m ở trong cái meta hiện tại nó yếu rồi anh em ạ, nó không còn hữu dụng nữa. Anh em cũng có thể thấy là cái đội hình 9m là một trong những cái đội hình mà thông thạo người của tôi. Nên là ngày trước ấy, ở cái meta trước đây ấy, khi mà chúng ta còn gặp nhiều cái bộ 9m khi mà nó chưa bị giảm cái sức mạnh kháng phép ấy, thì cái bộ 9m này tôi dùng rất nhiều. Tuy nhiên là trong meta hiện tại thì nó bị giảm tới 10% cái giảm kháng phép của đối thủ, khiến cho cái việc mà tôi chọn cái lap 9m nó rất là ít. Nó chỉ là bao giờ bài phải thật sự ở độ cơ, bài độ thật sự thì tôi mới chơi. Đấy, chứ nó sẽ không thể mạnh được như những cái trận mà tôi trình diễn ở meta trước, khi mà có những cái trận mà 100% máu đến hết game họ đánh với cả các anh em của TD. Anh em có thể tin được không ạ? Đến ngay bản thân tôi khi mà tôi chơi cái bộ đấy ở trong cái trận đấu hôm đấy thì thực ra tôi cũng đã hơi tin được luôn là tôi có thể giữ được 100% máu để hết game. Nhưng mà cái ký ức đấy nó đã xưa rồi, xưa rồi anh em ạ. Ui, thua mất chuỗi rồi, đéo thể tin được luôn ạ. Sai lầm quá. 3 mech, đây chúng ta có 3 mech ở đây. Trận này Blink thì ghép Blink có chơi được like nhỉ? Ở đây tôi vẫn chưa biết là tôi chơi gì đây, ở trong cái con game này. Đấy, nhưng mà tôi chắc chắn là trong cái trận đấu này, rồi thế nào rồi cũng sẽ có thằng chơi đỏ thôi, đấy là chắc chắn. Chắc chắn sẽ có thằng chơi gót đỏ. Meta mới rồi anh em ạ. Blink để cho con Skybreaker khi ngon hơn ấy. Tôi hơi sai lầm. Skybreaker tung trưởng ở cái mức 2 sao rồi, nó tung trưởng sớm nó sẽ hiệu quả hơn là con Heaven Bomber. Chính ra con Heaven Bomber lên 2 sao thì mới chuyển đồ nó mới hợp lý anh em ạ. Rồi ok. Trận này hên ra là mấy con Glide chơi Glide cũng được anh em ạ, bởi vì chúng ta mới ghép cái Blink thôi. Đấy chính là lý do tại sao tôi ghép Blink đấy anh em. Ghép Blink nó có nhiều cái sự lựa chọn. Chúng ta có nhiều sự lựa chọn, chúng ta có thể chơi Beat, chúng ta có thể chơi Line. Ui, yêu biết mua gì đây. Chúng ta chỉ không chơi Sin được thôi. Cái đội hình không chơi Sin và không chơi Hunter được thôi, còn có thể chơi được bất cứ cái đội hình nào. Kể cả Beat, kể cả Line nhá. Đấy, kể cả Mate, kể cả God, chơi hết. Chín hẹp, đấy là những cái đội hình mà ghép Blink. Thế nên cái Blink ấy, trong meta này tôi nghĩ là nếu mà có ở giai đoạn đầu thì anh em lên ghép cái Blink. Với cái sự lựa chọn giữa cái xung kích và cái Blink thì lên ghép cái Blink. Thứ nhất là nó tung trưởng sớm này. Thứ hai ấy, là nó hiệu quả với cái late game. Late game core của anh em sẽ cầm Blink nhảy xuống phía sau và tiêu diệt cái hàng gây đam ở phía sau. Cũng như là lé cái việc bớ vào của những cái con mà nó bắt cái con tướng của anh em, bắt cái con core của anh em, thì rõ ràng cái Blink nó rất hiệu quả. Đặc biệt là cái việc là bây giờ đỏ gót rất nhiều nhá. Đỏ gót rất nhiều mà cái hàng phía trên của cái bọn đỏ gót nó rất cứng. Anh em thấy là ở hàng phía trên của cái bọn đỏ gót ấy là nó gồm cái con gì? Con God of War, con Ách, con Swordman. Và nó ở trong cái bộ đỏ. Đây rồi. Thay con này ra anh em ạ. Con này nó có bộ Goblin thì nó sẽ cứng hơn, nó sẽ có cái bắp giáp. Thì đấy tôi nói là cái bộ đỏ ấy, nó có cái hàng trên nó rất cứng và anh em rất cần một cái Blink. Nếu mà anh em muốn chơi meta này nhá, thì tôi phải khẳng định với anh em luôn là cái Blink nó là một cái quan trọng nhất ở trong meta. Anh em buộc anh phải có. Nếu mà anh em muốn chơi với cả những cái thằng sáu đỏ ấy, counter các bọn sáu đỏ, khi anh em thấy chán ngán với cả cái meta mà có quá nhiều sáu đỏ rồi, thì đây trong cái clip này tôi sẽ chi tiết nhá, tôi sẽ nói ra những cái counter cực kỳ chi tiết vào cái bộ sáu đỏ để anh em thấy được là nó cũng không quá là nguy hiểm đâu. Đấy, anh em cần là anh em cần nắm rõ được cái nguyên lý cũng như là cái điểm yếu nhất của cái bọn sáu đỏ để anh em counter nó là được. Đấy, cái đầu tiên nhá, đây chính là cái đầu tiên là tôi chia sẻ anh em, đấy chính là cái Blink. Rồi. Chúng ta sẽ có cái Blink nhá. Luồng phát nữa. Chuyện này à. Chuyện này thậm chí tôi còn chưa biết tôi chơi gì luôn nhưng mà tôi vẫn cứ lắp Blink. Đấy. Trận này khả năng cao là chơi live. Bán hai con đi cho đủ 10 tiền không nhỉ? Rồi ok. Trận này khả năng là sẽ chơi live. Cái con Glacier thì tôi sẽ kiếm lại sau cũng được anh em ạ. Con Glacier tôi có thể kiếm lại sau. Thậm chí là bây giờ tôi cũng chưa cái định hình được cái lineup gì đâu. Đấy, nhưng mà bởi vì sao tôi lấy cái Blink? Bởi vì tôi biết chắc chắn là cái Blink đó là một cái món đồ quan trọng nhất trong cái meta này mà chúng ta buộc phải có. Bởi vì có rất nhiều người chơi đỏ.
cái lý do lấy cái Blink là gì? Đây, để tôi nói cho anh em chính xác cái lý do lấy cái Blink nha anh em nhá. Trận này chơi live rồi. Trận này khả năng cao chơi live rồi anh em ơi. Ra cả Fallen Witcher luôn ạ. Thực ra ra con Fallen Witcher lấy cũng ngon nhá. Tôi cũng biết cái line up mà chơi con Fallen Witcher có thể ăn được bộ 6 đỏ. Đấy. Nhưng mà thôi, trận này tôi hướng tới tôi chơi live. Nên là để clip sau anh em nhá. Clip sau tôi sẽ chơi con Fallen Witcher. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh em tất cả các line up có thể đấm được cái bọn 6 đỏ gót. Ok. Anh em cứ yên tâm nhá. Có rất nhiều line up có thể đấm được thằng đấy. Rồi round sau chúng ta gặp thằng nào nhỉ? Round sau là chúng ta sẽ gặp thằng NTH. NTH chưa gặp. Đúng rồi. LTH chưa gặp anh em ạ. Round sau sẽ gặp cái thằng LTH. LTH xem nào. Bài khá mạnh đấy. Có con Heaven Bomber 2 sao. Chỗ này chơi like đi. Đây đây. Like Blitz like ra rồi này. Thôi chơi like rồi. Chốt chơi like. Rồi cái nữa. Ui. Mê. Khó nghĩ nhờ. Vừa lấy tôi không định chơi rồi. Nó lại ra. Thế thì lại phải chơi con này rồi. Thế thì lại phải chơi con này rồi anh em ơi. Một cú quay xe đến vị trí cơm. Thôi được rồi. Trận đấu này chúng ta chơi Fallen Witcher anh em nhá. Ok. Trong cái trận đấu này chúng ta cũng đã có Blink rồi. Đấy anh em thấy không? Cái Blink nó rất là hay ở cái chỗ là chúng ta có thể linh hoạt, chúng ta ghép sớm và chúng ta có thể đổi bài một cách rất là linh hoạt với cái món đồ này. Đấy, bây giờ anh em chỉ cần ghép đầu game nhá, mà anh em xác định chơi live đúng không? Anh em ghép cái mặt lạ điên, cái mặt lạ câm lặng thì anh em chắc chắn là anh em mẹ anh em không dám mua con Fallen đâu, bởi vì không thể dùng được. Rồi thôi, xác định là chơi Fallen Witcher bán hết đi anh em ạ. Round sau lên 7 kẹp đỏ là xong. Rất ui mẹ trở lại độ rồi. Thôi xong rồi, tôi bỏ qua mất một con anh em ạ. Bỏ qua mất một con. Rồi ôi, biết thế mua con đấy ở cái round trước có phải ngon không? Round này là chúng ta có thể lên 7 kẹp Glacier vào này. Kẹp Glacier vào được. Roll phát cuối nào. Chúng ta roll phát cuối nha anh em nhá. Còn phát lần cuối. Ui rồi, được rồi. Thôi chúng ta bỏ bộ Goblin được rồi anh em ạ. Cho hai Glacier vào kết hợp với cả cái con Fallen Witcher này là được rồi. Thôi không cần phải Goblin nữa. Thế là chúng ta đủ một dàn 2 sao tăng cơ phía trên rồi. Có một con gây đam. Đây là một cái đội hình lý tưởng cho đầu game. Ok. Không cần thiết là phải quá tham lam bằng cái việc là lấy cái công nghệ mech đâu. Chúng ta như này chúng ta ổn rồi. Sau đó chúng ta form đội hình dần để cắt chuối của cái thằng có chuỗi thắng thôi. Lấy tiền. Ok, ổn áp. Đấy, vậy là trong cái trận đấu này nhá, là chúng ta sẽ chơi một cái đội hình xoay quanh cái con Fallen Witcher này. Và để ăn được cái đội hình 6 gót, à 6 đỏ kết hợp với cả 4 gót. Đấy. Anh em yên tâm, tôi là một cái người mà thông thạo rất nhiều lay up. Vào cái con nào mà nó nhảy co một cái, ra một cái con co trong đội hình đấy là tôi sẽ đánh theo cái lay up đấy ngay. Và tôi sẽ giới thiệu cho anh em làm như thế nào để có thể đấm chết được cái bọn 6 đỏ 4 gót một cách rất là coi như là dễ dàng, hiệu quả, mà coi như là đầy tính nhân văn trên tinh thần của một nghệ sĩ múa nhá. Nói đến đây chắc là có nhiều anh em phản đối, anh em bảo là nghệ sĩ tấu hài thì có. Ok, ok, ok. Rồi hồi sau sẽ do nhá. Ok. Ok. Tôi chấp nhận cái điều đấy. Rồi chúng ta bắt đầu tiếp tục với trận đấu. Nói chung ấy là anh em thấy là cái Blink ấy nó sẽ là cái món đồ đầu tiên thì tôi đã chia sẻ rồi nhá. Anh em nhớ lấy giấy bút ghi vào. Đấy là cái Blink là cái ghép đầu tiên trong cái meta này. Anh em có cái Blink anh em ghép luôn cho tôi nhá. Đừng có ngại ghép cái đấy. Nó rất quan trọng và nó chơi được rất nhiều line up. Line up có thể chơi ở meta này nên là anh em cứ ghép cho tôi nhá. Và cái đầu tiên nó là cái Blink. Tại làm sao lại lấy cái Blink thì bây giờ tôi mới giải thích thật kỹ này. Cái Blink thứ nhất là để nó tránh cái hàng tăng cơ tôi đã nói rồi. Cái hàng tăng cơ ở phía trên của cái bọn God ấy nó sẽ bao gồm là God of War, bao gồm là con gì nhỉ? Con Ax là rất cứng. Swordman cũng rất cứng. Đấy là những cái con rất cứng ở phía trên. Thì chúng ta cần phải ra hàng đằng sau thật là nhanh để làm sao? Để chúng ta có thể tìm được cái vị trí của cái con gì anh em biết không? Tôi đố anh em biết là chúng ta cần phải tìm được vị trí của con nào.
chúng ta phải bớ vào cái con đấy đầu tiên. Cái con co của chúng ta phải tìm được cái con đấy đầu tiên. Xếp làm sao để bớ linh vào tìm được cái vị trí con đấy đầu tiên thì anh em có biết được đấy là con gì không? Đấy. Đương nhiên là tôi đố, tôi không để đấy đâu. Tôi đố anh em ấy là tôi sẽ tiết lộ. Và tôi nói rồi là tôi sẽ chia sẻ hết tất cả những cái gì nhá mà có thể đánh được cái bọn đỏ một cách dễ dàng nhất ở trong cái clip này. Đấy, chỉ là cho anh em đoán một chút thôi. Cho anh em đoán một chút. Đấy, để xem là anh em đoán xem là chúng ta phải bớ vào cái con nào. Đấy, có anh em thì sẽ bảo là sẽ bớ vào cái con co. Đấy, con co. Thì cái con co ở đây là con nào? Vấn đề là con co là con nào? Đấy, chắc là anh em, có nhiều anh em sẽ đoán được ra rồi. Đấy chính là con heo. Cái con tướng heo, cái con triệu hồi ấy. Con triệu hồi tướng đã chết ấy. Con đấy là cái con mà chúng ta cần phải xếp để cái con co của chúng ta cầm một cái bờ linh và bay thẳng vào cái vị trí ở cái con đó. Giết được cái con heo sớm thì cái bộ đỏ nó đã mất đi gần như là 50% cái sức mạnh của cái bộ sáu đỏ. Sáu đỏ gót. Đấy. Nhưng nếu mà có một cái chú ý này. Đấy, tôi chú ý cho anh em một cái quan trọng nữa nhá. Của một cái người mà phải nói là thông thạo 10 cái bộ gót sáu đỏ rồi. Tôi chơi rất nhiều rồi. Và gần như là tôi chơi đầu tiên ở trong cái meta này luôn. Tôi chơi gần như là đầu tiên trong meta này. Tôi khám phá ra cái bộ đấy đầu tiên. Và tôi chơi sau đó một tháng sau tôi mới làm clip cho anh em cô. Đấy. Chính vì thế nên là tôi chơi nó cũng phải tầm khoảng 200 trận. Khoảng 200 trận là có khoảng 100 trận, hơn 100 trận là tôi chơi cái bộ đỏ ấy rồi. Nên là tôi biết được cái sức mạnh cũng như cái điểm yếu của nó để tôi chia sẻ cho anh em. Thì nếu mà nhá, có một cái chú ý này, quan trọng là nếu mà anh em không có thể bắt được cái con heo, bởi vì thế này này, những cái người mà người ta thông thạo ấy, người ta sẽ rất là để ý cái con heo, để làm sao để giấu cái con heo rất kỹ, khiến cho anh em khó có thể bắt được con heo. Anh em chỉ cần sang soi bài trên bàn cờ của họ thôi là họ sẽ có cái để ý anh em ngay, và họ sẽ biết được là anh em đang định làm cái gì, đang di chuyển ra sao, cái con co của anh em ra sao, hướng vào là cái con nào, bắt cái con nào trong đội hình của nó. Chính vì thế nên là cái việc mà anh em bắt con heo nó sẽ rất khó. Rất khó nhá. Còn nếu mà anh em bắt được con heo rồi thì không có gì để nói rồi. Thì chắc chắn là anh em chiến thắng rồi. Anh em bắt được con heo thì nó là giảm đi 50% sức mạnh của đối thủ ở trong cái bộ sáu đỏ đó. Và anh em cái khả năng giành chiến thắng trong cái round đấy của anh em rất cao. Nhưng mà đây là một trong cái trường hợp là khó hơn này. Là gặp một cái đối thủ mà phải nói là khó nhằn, với một cái bộ lão to đấy. Một cái kinh nghiệm dày dặn. Thì cái việc bắt cái con heo nó rất khó. Và anh em cần phải hướng tới một cái con thứ hai mà anh em cần phải bắt ở trong cái bộ sáu đỏ. Và cái bờ linh nó sẽ làm nó giải quyết được cái câu chuyện đấy. Thế theo anh em thì nó là cái nào? Cái con nào? Nếu mà anh em chưa biết thì tôi cũng xin tiết lộ luôn. Nó chính là Sao Divo. Cái con Sao Divo là cái con mà anh em sẽ phải bờ linh theo cái hướng con Sao Divo. Và anh em bắt cái con Sao Divo càng sớm càng tốt nha anh em nhá. Còn lý do tại làm sao thì bây giờ giải thích thì nó rất khó. Nhưng mà nếu mà anh em chơi nhiều, anh em có kinh nghiệm ấy, anh em sẽ cảm nhận được cái điều đấy. Cái con Sao Divo ấy nó sẽ khiến cho cái việc hút mana rất khó chịu là một. Thứ hai là nó, cái trưởng của nó bóp cho, nếu mà nó bóp trúng vào cái con heo ấy, nó sẽ giúp cho cái con heo nó giảm được cái cooldown của cái skill của nó, khiến cho cái con heo nó triệu hồi liên tục. Nó rất nguy hiểm. Vì vậy nếu mà anh em không bắt được con heo thì anh em hãy xếp cái blink vào vị trí của con Sao Divo anh em nhá. Trong cái trận đấu này tôi cũng đã có nhìn thấy cái thằng chơi sáu đỏ gót rồi. Đây chính là cái thằng này đây. Sáu đỏ gót đây. Gạo. Sáu đỏ gót nhưng mà lại kết hợp với cả cái con lạ nhờ, Aquaman à? Aquaman sắp lên được 3 xong chơi 9 vua nhỉ. Rồi đây anh em sẽ hỏi là tại làm sao mà cái con Sao Divo lại được ưu tiên để có thể là tìm và tiêu diệt đầu tiên. Thì đây tôi giải thích nhá, tôi giải thích luôn cho anh em. Cái con bình thường ấy, trong cái bộ sáu đỏ ấy, thì cái những cái món đồ tăng mana và những cái món đồ để tung trưởng sớm ấy là thường là sẽ được ưu tiên cho con co. Chính vì thế nên là cái con heo ấy nó sẽ không có đồ đâu. Nếu mà giàu lắm thì nó cũng chỉ có thêm được một cục ma lăng thôi. Thì cái con Sao Divo ấy, nó sẽ có cái tác dụng là nó hút mana của anh em và nó bắp tròi con heo. Chính vì thế nếu anh em giết được con đấy sớm thì cái con heo nó sẽ rất chậm để nó tăng mana.
dẫn tới cái việc là tăng mana chậm thì nó sẽ triệu hồi nó sẽ chậm thôi. Ở đây là round 19 và chúng ta sẽ gặp Puffer chưa gặp. Round này gặp Puffer anh em ạ. Rồi chúng ta xếp đội hình counter Puffer ở sau. Đấy, Blink xuống phía bên góc trái của bản đồ thôi. Bắt vào vị trí của con già và con mấy cái con phép tung trưởng như là flame các thứ thì nó tụ ở phía góc trái. Thì chúng ta cứ Blink xuống phía góc trái thôi, đơn giản. Ok. Đó anh em thấy không? Hiệu quả chưa? Blink hiệu quả lắm. Con già thậm chí còn chưa kịp tụ trưởng đủ thời gian mà nó đã tung trưởng rồi thì khiến cho cái đam nó sẽ yếu. Và thế là tôi lại ăn được thằng, mặc dù thằng này nó xả tiền nó ăn tôi anh em ơi. Và nó xả tiền hết tiền nó không ăn được tôi. Ồ. Mặc dù là có cú tính toán rất chuẩn đến được vị trí của team bạn nhưng mà xả tiền hợp lý. Để có thể ăn được chuối. Rồi bây giờ chúng ta run đủ. Ui đủ bộ đỏ này. Đủ bộ đỏ rồi. Nhưng mà trước tiên chúng ta chắc là chỉ cho 4 đỏ thôi nhỉ. Bán con Tinker đi. Có toang lao quái không nhỉ? Như này có toang lao quái không nhỉ? Rồi chúng ta roll tiếp rồi. Ui. Ui chết rồi, không đủ slot này. Thôi bán cái con này đi. Chưa cần anh em ạ. Ta Butcher tìm lại sau cũng được. Bây giờ chưa cần, chưa có slot cho vào đâu. Bộ này là phải lên 9 mới đủ cơ. Nhưng mà tôi không có ý định lên 9 anh em ạ. Tôi chơi đúng sách giáo khoa là tôi roll ở 8 để kiếm TB3 thôi. Bây giờ chúng ta có một quả trứng nữa rồi nhá. Thôi. Với cái tầm này thì mất chuối cũng được. Không vấn đề. Lên 9 là nó thọt tiền lắm anh em ạ. Thọt tiền không có tiền để roll đâu. Nên chúng ta cứ roll ở 8 thôi. Roll ở 8 ra TB3 lên 9. Anh em yên tâm với bộ này nó giữ máu lắm. Kể cả bây giờ thua thì cũng tôi nghĩ là nó cũng là hợp lý rồi. Chúng ta lên thua. Lên thua sớm. Mà chưa chắc tôi đã thua cơ. Tôi nghĩ là với 6 đỏ này chưa chắc tôi đã thua đâu. Cấm của Berlin này. Ui. Mê. Đúng như cái dự đoán của tôi, Goblin này là full bộ Goblin xong rồi kết hợp cả Demon nữa thì thôi, chịu. Tức là nó xả hết tiền để nó ăn chuỗi tôi đây. Thôi rồi, tôi cũng nghĩ là tôi có khả năng là tôi sẽ bị mất chuỗi. Không thằng này thì thằng khác thôi. Anh em ạ. Không mất chuỗi sớm thì cũng mất chuỗi muộn thì nó cũng sắp rồi. Không trận này thì là trận sau. Nói chung là tầm này thì chúng ta cứ ở 8 chúng ta roll. Có 50 tiền chúng ta roll 3 sao anh em nhá. Đây rồi. Ui. Queen of Pain. Rồi cứ bình tĩnh anh em, cứ bình tĩnh. Anh em vẫn nhìn thấy ở đây là chúng ta chơi cái bộ 6 đỏ đúng không? Anh em nhìn thấy tôi đang chơi là cái bộ 6 đỏ nhưng không phải đâu anh em ạ. Đây nó chỉ là cái bước để tôi chuyển bài thôi. Chúng ta chơi bộ 6 đỏ bởi vì là cái bộ này thứ nhất là nó giữ máu tốt. Anh em không cần phải bàn cãi gì về cái việc là cái bộ đỏ nó giữ máu tốt nữa rồi. Cái thứ hai ấy là nó đủ trâu để tôi có thể câu kéo được thời gian. Nó đủ trâu để có thể câu kéo thời gian ở trong cái trận đấu này. Đây thằng này gặp 6 đỏ này, thằng này gặp 6 đỏ này. Đấy, nhưng mà cái tầm này có thể là tôi vẫn ăn được. Tôi vẫn ăn được. Thậm chí là tôi có thể đẩy nó nhiều máu không? Thằng này nó vẫn chưa đủ bộ 6 đỏ anh em ạ. Vẫn chưa đủ bộ 6 đỏ. Bộ của thằng ngạo này, gạo này là phải lên 10 cơ mới đủ bộ 6 đỏ. Bây giờ vẫn chưa đủ. Bây giờ mới chỉ là 4 đỏ thôi. 4 đỏ kết hợp với cả con ấy, con Aquaman à. Chơi bài lạ ấy nhở. Gót 4 đỏ lại kết hợp với Aquaman. Đây rồi. Chúng ta chỉ còn 2 con nữa thôi. 2 con TB nữa thôi anh em ơi. Round 23. Trời ơi 2 con TB quá dễ. Tôi dự đoán là round 25 mà chúng ta lên được con TB này. Đấy anh em thấy không? Tôi không hề up cấp nhá. Tôi giữ lại. Tôi để ở cái round từ round 20 là tôi bắt đầu để 50 tiền ở level 8 rồi tôi roll thôi. Đấy, không hề up cấp lên level 9. Bình thường là đến cái round này là lên 9 ấy. Nó là hợp lý đấy anh em ạ.
Đấy, nhưng mà không nhá, tôi quyết định là tôi run con này lên 3 sao, làm co chính luôn. Nó ra nhiều thì chúng ta run thôi. Đấy, ra cực nhiều luôn, TB ra ra liên tục. Lẽ ra là tôi chỉ còn một con thôi. Đấy, nhưng mà bởi vì tôi bỏ mất một con. Tôi bỏ mất một con ở đầu game, tôi không mua bởi vì tôi không có ý định chơi cái bộ này. Tôi định là ra cái bộ này là ra sau, còn tôi thử chơi live cho anh em xem. Chơi live cũng ăn được cái bộ sáu đỏ ấy. Chơi live cũng ăn được đấy, không phải là không ăn được đâu anh em ạ. Nhưng mà phải chơi như nào cơ đấy. Rồi. Chúng ta luôn tiếp. Doom này. Ui mẹ ơi, bắt đầu trượt cái hàng chờ thôi được. Đập trứng luôn anh em ạ, giữ 50 tiền roll, không có roll theo cái kiểu tiết kiệm được. Roll có trứng thì đập luôn không, chứ không phải là giữ xong rồi roll thêm mấy cái nữa để kiếm con TB xong rồi mới đập trứng thì nó sẽ mất rất nhiều slot và cũng thọt tiền anh em ạ. Chúng ta thứ nhất là bây giờ nó mới round thứ 24 rồi, chúng ta vẫn có đủ thời gian để chúng ta dừng lại ở cái level này. Chúng ta roll level 8, chúng ta roll 3 sao co nhá, vì chúng ta đủ bộ 6 đỏ rồi, yên tâm anh em, cứ yên tâm bình tĩnh. Đây rồi, gặp beat thì chắc là sẽ bị đẩy nhiều đây. Tầm này thì bộ 6 bit thì nó lại còn kẹp Kira nữa thì nó mạnh anh ạ. Đấy, còn đến cái lúc này thì cái bộ đỏ của tôi ấy, nó chỉ đóng vai trò ở đây, nó là câu kéo thời gian giữ máu thôi, chứ còn chắc chắn là sẽ gặp những cái bộ như này thì nó đấm nó sấp mặt. Nhất là cái bộ bit nó lại là cái bộ counter được bộ đỏ. Đấy, có thể counter được nhá, cửa trên đấy. Bộ này là bộ cửa trên, bit kết hợp với Kira. Đây rồi, còn một con anh em ơi, nốt không nhở? Mẹ ơi, một con nữa thôi. Bán Storm đi à? Thôi con Storm này tí nữa tôi cũng không chơi đỏ đâu anh em ạ, yên tâm, tôi không chơi đỏ nhá. Đấy, tôi trận này tôi nói rồi là tôi sẽ chơi một cái line up mà nó đấm thẳng trực tiếp vào bộ đỏ. Và anh em nhìn này, anh em biết là anh đoán ra được bộ gì rồi đấy. Chính là bộ Demon nha anh em nhá, bộ gọi là bộ Witch. Chính xác là Witch Demon. Một trong những cái bộ mà anh em nghĩ là nó không thể đấm được một cái bộ nào cả thì nó lại là một cái bộ có thể đấm được bộ đỏ đấy anh em ạ. Đấy, và tôi chơi rồi, tôi biết kinh nghiệm của tôi là tôi chơi lineup này rồi. Chỉ cần chúng ta đủ bộ Demon thôi thì chúng ta sẽ ăn được nha anh em nhá. Đấy, vấn đề nó là thời gian thôi, và chúng ta phải có co, quan trọng nhất là chúng ta phải có co lên 3 sao. Thế nên là anh em có thể lên 9 anh em roll nhá, nhưng mà tôi thì tôi thấy là cái việc roll ở 8 thì nó ok hơn. Ở 8 chúng ta sẽ có cái lượng tiền nó dồi dào để chúng ta có thể roll được. Và nếu up 9 ý, chúng ta lại phải đợi tiền lên 50 chúng ta roll, mất thời gian lắm anh em ạ. Nên là tôi khuyên anh em là hãy như tôi, roll ở 8. Roll ở 8 chấp nhận là sẽ bị mất Demon trong cái giai đoạn hiện tại, nhưng không sao cả anh em ạ. Chúng ta vẫn có một cái con co, nó chính là con Fallen Witcher, nó vẫn là con co thôi. Chúng ta dồn đồ cho nó thì nó vẫn là co. Và khi mà nó hóa trao lên ý, thì nó đam nó vẫn to. Và chúng ta kết hợp với cái bộ 6 đỏ này thì nó cũng rất trâu. Anh em yên tâm. Rồi, thằng này lại gặp lại cái thằng gót đỏ này. Gót đỏ quyết định là chơi Aquaman ạ. Mà round này chắc là tôi sẽ bị đẩy đấy. Khả năng cao là như thế, bởi vì bây giờ cái lượng đam đến từ con TB này nó sẽ không có Demon thì nó sẽ đấm khá yếu. Trong khi đấy thì những cái thằng mà chơi 6 đỏ thì càng về sau ấy, cái máu của nó ấy, càng về sau cái máu của nó càng nhiều. Cái giai đoạn mà máu càng thấp ấy, máu càng thấp thì cái máu của những cái con cờ nó càng to. Đấy, chính là cái lý do mà lúc đầu game tôi có chia sẻ với anh em đấy. Tại sao cái bộ này bây giờ nó lại nhiều người chọn chơi? Bởi vì bây giờ ấy, là người ta, thứ nhất là cái bộ này rất dễ chơi. Bởi vì chơi Eco thì lúc nào cũng nó cũng là dễ nhất. Chơi như nào dễ nhất, chơi mà không phải tính toán suy nghĩ gì nhiều. Chọn một cái lab ngay từ đầu, nó không phải tính toán gì nhiều. Đấy chính là cái hay của cái bộ 6 đỏ. Xác định ngay là chơi 6 đỏ từ đầu và Eco. Vẫn đéo ra TB, cay nhờ. Mẹ. Luôn tụt quần không ra TB này. Thì có cay không như này. Từ round 22 bây giờ round 27 rồi. Tôi đã phải xuống tiền tới 40 tiền rồi đấy. Vẫn chưa ra được luôn. Hơi đen. Trời ơi, chỉ còn một con nữa thôi mà không ra. Đừng có bảo thua cái thằng này nhá. Không phải thua được. Làm sao mà thua được cái bọn này. Thắng chứ. Đúng rồi. Cái hay của cái bộ 6 đỏ anh em ạ, nó chính là cái việc là chúng ta eco được. Đấy, chúng ta xác định chơi 6 đỏ luôn, chúng ta eco từ đầu. Và khi chúng ta lật kèo là cái lượng máu của chúng ta còn rất thấp. Đấy, mà cái lượng máu thấp ý, thì cái bộ 6 đỏ nó lại càng thấp thì máu nó càng thấp ý, thì sức mạnh nó lại càng mạnh. Máu ở chest nó càng nhiều.
TB ơi, ra đi, còn một con nữa thôi. Ê, thôi xong rồi. Không ổn rồi. Đến cái tầm này tôi lại nhận thấy là bây giờ cái đội hình của tôi nó bắt đầu yếu đi rồi. Chúng ta phải bắt buộc phải roll được ra con TB sớm thôi. TB 3 sao sớm. Mẹ ra muộn thế nhở. Rõ ràng TB ra đầu game nó nhiều như thế mà bây giờ roll mãi không ra. Từ round thứ 22 giờ round 28 rồi ạ. Round 28, 22 đến round 28. 6 round rồi. 6 round rồi mà chưa ra được thêm một con TB nào nữa. Ui đừng có lừa nhá. Thằng này nó phải vứt cái con TB đi thì tôi mới có TB cơ. Đây này, mà cái trận này bị nó đẩy này. Hy vọng nó đẩy mất một ít máu thôi, chứ cũng đừng có nhiều quá. Ui tôi nghĩ là cũng nhiều đây, chứ cũng không ít đâu. Giết được thêm một con nữa. Không được rồi. Ui 11 máu ạ. Đấy bắt đầu máu giảm dần rồi. Cay nhờ. Round 29 rồi có lên run nữa không? Hay kệ mẹ nó nhờ. Có run nữa không nhờ anh em nhờ. Tôi đang phân vân quá. Để round 31 run một thể chăng. 31 mới lên được con TB lên 3 sao ạ. Trong khi mình phải giữ ở level 8. Có thằng nó lên level 10 hết rồi kia kìa. Bây giờ 8 đánh với 10 đấy anh em ạ. Chưa rồi game lừa quá. Thằng này lên 10 rồi. Thằng này lên 10 đủ 6 đỏ rồi anh em ơi. Thế thì nó lại đấm tôi sấp mặt luôn. Ôi dồi ôi. Úi gọi được ra hai con heo kìa. Có nào cơ hội nào thắng được không? Tôi nghĩ là khó. Bọn này nó trâu quá. Cái con TB nó đứng trước mặt cái con God of War kia thì đấm kiểu gì. Không được, không được, không được, không được. Hy vọng là mất ít máu thôi. Không cũng mất nhiều máu đấy. Mẹ. Vẩy phát lửa. Ui dồi. Vẩy phát lửa là giết được một đống rồi. Lại mất 11 máu. Nhưng mẹ vẫn chưa ra con TB này anh em này. Cay không? Ui. Vẫn chưa ra. Ui đây rồi. Hay quá. Lên luôn đi bạn ơi. Rồi ok nhá. Vậy là round sau chúng ta có thể kẹp được cái con Tabu Witcher vào để chúng ta có bộ Demon rồi anh em ơi. Hay lắm. À, nhưng mà tôi vẫn sẽ giữ nguyên cái bộ sáu đỏ này cho đến khi, cho đến khi nào anh em biết không? Đúng anh em biết đấy. Anh em biết là tôi sẽ giữ cái bộ sáu đỏ cho đến khi nào không? Bây giờ hiện tại nó sẽ là sáu đỏ Demon nha anh em nhá. Sáu đỏ kết hợp với cả 4 Demon. Sáu đỏ kết hợp với 4 Demon. Đấy, tí nữa tôi cho Tabu Witcher vào là nó sẽ kích hoạt được cái bộ Demon thôi. Thì nó sẽ là 6 đỏ 4 Demon. Đấy, và nhắc đến cái bộ Demon thì sao? Trời ơi, lại còn phải nói. Ui, không có cái ba tia anh em ơi. Mặc dù là có cái rìu nhưng mà tôi không có cái mảnh của cái ấy. Cái trượng phép anh em ạ. Không có cái mảnh của cái trượng phép. Thiếu mỗi cái mảnh cái trượng phép thôi. Cay nhờ. Và cái mảnh duy nhất của cái trượng phép đấy chính là cái mảnh đầu tiên ấy. Khi mà tôi đéo lấy, tôi lấy cái Blink ấy. Thôi được rồi, cứ lấy tạm trước anh em ạ. Trước sau gì cũng phải lấy thôi. Trước sau gì tôi cũng sẽ phải ghép cái ba tia cho cái con co là con TB mà. Còn bây giờ cái mục đích của chúng ta là chúng ta tìm cái con Sven anh 7 để có thể đủ bộ Demon. Sau đó chúng ta kích hoạt được 6 Demon ở trong cái trận đấu. À, 5 con Demon ở trong trận đấu. 6 con nhá. 6 con luôn, thậm chí 7 con luôn. Ừ, 7 con luôn anh em ạ. Chưa 7 Demon luôn nhá. Đấy, và đấy nó chính là cái đội hình counter đấy anh em. Ui rồi tôi vừa đẩy một phát tầng 9m đi cả sải kìa. Khỏe chưa? Đừng có nói là Demon kết hợp với đỏ không khỏe. Demon kết hợp với đỏ vẫn khỏe nhá anh em nhá. Đây này, như là bây giờ tôi đang chơi này, khỏe chưa? Ở level 9 chúng ta đã có đủ bộ rồi. Chúng ta không cần lên 10. Như cái bộ gót đỏ là chúng ta phải lên 10. Và co của bộ gót đỏ nó chỉ là 2 sao thôi. Trong khi co của cái bộ Demon đỏ ấy, nó là 3 sao. Đấy, và để xem cái bộ Demon đỏ này nó có ăn được cái bộ gót đỏ không anh em nhá. Demon đỏ lên 10 là chúng ta kẹp thêm được con Doom nữa. Là chúng ta khả năng ăn được nó là rất cao. Đấy, có cả Tabu Witcher trừ mana, có cả Doom. Đấy, Tabu Witcher để đúng vị trí một cái. Đây này, để đúng vị trí một cái là trừ mana của cái con co của nó. Con co của nó là bị trừ mana, cái là không tung trưởng được luôn. Đấy chính là cái thời điểm mà chúng ta tiêu diệt kẻ thù. Anh em thấy chưa? Ui dồi ôi, TB đằng sau vỉa từng thăng một đằng sau luôn. Anh em thấy chưa? Ăn được ngay. Ở level 10 này, đánh ở level 9 ăn level 10 luôn.
Đấy, thằng này là tôi nghĩ là tí nữa nó sẽ cho con 5 tiền mà thôi, anh em yên tâm. Chứ nó sẽ không chơi con đấy đâu, tí nó đợi con 5 tiền chắc chắn cái đồ đấy. Nên là cũng đừng có nghĩ là đối thủ mẹ không biết chơi, không phải đâu anh em ạ. Chả qua là chắc là cái con Aquaman nó lên được 3 sao, lúc đầu nó lên được 3 sao sớm thì lấy thôi. Lấy tạm cái con này thôi, tí nữa mà ra cái con ví dụ Queen of Pain 2 thì chắc là cũng thay vào đấy anh em ạ. Cái bộ 6 đỏ thì tín nhất nó vẫn là Queen of Pain. Vẫn tín nhất nó vẫn là con Phantom Queen, nó là con khỏe nhất trong bộ 6 đỏ kết hợp với cả 4 gót rồi. Đấy, nhưng mà trong cái bộ này thì tôi lại có cái bộ này nó lại counter được. Gặp beat có ăn được không? Gặp beat thì khả năng cao là thua. Ui, bọn beat này khỏe quá. Ui, ra này nó đẩy tôi khá nhiều máu đấy. Không ít đâu. Nhưng mà cái bộ này may có giữ máu thì nó cũng đỡ một chút. Đấy, chúng ta cứ mải mê về cái bộ line up 6 đỏ mà chúng ta quên mất cái line up beat cũng là cái line up mà đang rất mạnh trong cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là chúng ta quên mất cái điều đấy. Beat là một cái line up có thể đấm được cái bộ 6 đỏ nha anh em nhá. Đấm mạnh là nó khác. Tuy nhiên là cái bộ line up 6 beat thì nó khó chơi hơn cái bộ 6 đỏ. Chính vì thế nên là cũng ít người chọn nó chơi hơn. Nhưng mà nếu mà đã chọn vào thì nó sẽ rất mạnh đấy. Nếu mà đi theo con đường đấy là một mình một đường chơi beat ấy, thì nó sẽ đấm hết đấy. Đấm hết bộ 6 đỏ đấy. Đấy cũng chính là những cái line up, một trong những cái line up có thể tiêu diệt được cái bộ 6 đỏ này. Ui rồi chúng ta lại gặp lại. Đây này, nó thay vào bằng con Squire này. Ui mẹ chết rồi, đây nó mới chính là nguy hiểm này. Ui con Squire nó gọi ra để trừ giáp nhanh quá. TB chết rồi. Ui sao nhìn thấy nhiều thế kia. Ui sao nó đông thế kia. Nó vẫn tiếp tục đẻ ra kia. Ui mẹ ơi, Squire đừng có đẻ thêm phát nữa. Ui nhiều quá. 26 máu ạ. À, một phát chỉ còn có 8 máu luôn kìa anh em ơi. Chỉ sau hai cái lần đẩy mà tôi chỉ còn có 8 máu. Con mẹ kinh thế. Ơ, tôi đang nói là tôi counter nó mà sao giống như là nó đang counter tôi ấy nhở. Rồi ôi. Thôi xong. Xong thật rồi. Nó mắc bình mất rồi. Bây giờ thì Squire vào thì nó lại mắc ping luôn anh em ơi. Thế tầm này thì không đánh được. Tầm này lại thua gót 6 đỏ rồi. Nhưng mà đây nó không phải là line up mà tôi muốn chơi anh em nhá. Đây nó chỉ là cái line up mà tôi ấy thôi. Tôi giữ máu thôi. Đấy, cái tầm này thì bắt đầu chuyển này. Đấy, lên 10, đủ. Rồi, cho Queen of Pain vào. Ghép lốt cái MOM2 cho con TB. Xong chưa? BKB hợp lý. Ghép lốt cái BKB cho nó. Rồi thôi không cần. Rồi rồi. Doom, chúa quỷ. Chúa quỷ chứ, chúa quỷ quan trọng hơn. Ra đi. Ui mẹ toàn ra 5 tiền không ra chúa quỷ là sao? Chúa quỷ. Có ra không? Có ra không? Ra. Ra đi, mẹ ơi, đéo ra rồi. Ui, có chết luôn không nhở. Nhanh, 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 xếp bài nhanh. Ui mẹ ơi, cặp 9m ăn được, ăn được, ăn được. Bọn này thì tôi ăn được. Bọn này thì tôi ăn được. Ui sao nhìn đội hình chết dần thế kia. Ui. Ui, có ăn được không vậy? TB còn sống, ăn được. Ăn được chứ, làm sao mà không ăn được. Làm sao mà không ăn được. Ê, TB, tỉnh dậy. Đéo đấm được thế kia. Ôi, bị nó rút máu kìa. Không có chuyện đấy đâu bạn ơi. Ồ. Hay quá. Mày quá, thoát được chúa quỷ ra đi. Ui, đây rồi. Mày ơi, đây rồi anh em ơi. Đây mới là cái đội hình mà tôi muốn cho anh em xem. Đây này. Đây này, không có chơi đỏ anh em ơi. Mà nó là cái đội hình gì? Đội hình Demon anh em ơi. Demon. Thêm một con Doom nữa. Đây rồi. Bán luôn, không chơi 4 đỏ luôn. Vứt Doom lên, vứt thêm một con Demon nữa vào. Vậy là chúng ta có 8 Demon anh em ạ. 8 Demon nó khắc bọt lắm nhá. Đây nó chính là bộ Demon kết hợp với cả con anh 7.
Superman đi lên. Cái bờ linh nó sẽ rất hiệu quả trong cái giai đoạn này. Ồ, như nào, đấm đi. Đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi, thấy chưa? Counter cái kiểu gì? Counter bằng lùi, counter bằng lùi, counter bằng lùi. Đùm toàn bộ đội hình kia. Úi dồi ôi, trông kìa, trông mềm quá. Nghe nói sáu đỏ cứng úp. Thắng luôn. Đâu hiểu kiểu gì ạ? Tôi còn chưa kịp biểu diễn thêm. Đấm một phát cả thằng Beat với cả thằng sáu đỏ đi luôn ạ. Kinh chưa, anh em thấy kinh chưa? Chuyển đúng một round giết hết luôn. Mẹ, dã man. Ui giời, tưởng mạnh như nào, meta như nào. Mẹ, quá đơn giản. Anh em thấy không, chuyển sang Demon tại sao lại ăn được? Bởi vì cái con Squire của nó ấy, nó tung trưởng đấy là cái cấm đánh anh em ạ. Nó cấm đánh mà tôi có cái tôi chỉ cần nó tỉnh dậy thôi là tôi đấm được ngay. Bởi vì cái bọn sáu đỏ đam nó bé, nó cấm đánh tôi nhưng mà nó lại không có cái đam kết liễu anh em ạ. Trong khi đấy thì nếu mà tôi để bộ sáu đỏ ấy thì khả năng cao ấy là nó sẽ trừ giáp cái bọn của tôi đến chết. Đấy, đấy chính là lý do đấy. Lý do là nó có cái sự thay đổi trong cái skill của cái con Squire khi mà tôi thay đổi cái đội hình của tôi. Đấy, con Squire nó sẽ chuyển từ cái gọi đệ trừ giáp chuyển sang thành cấm đánh. Thế ăn rồi. Đam của tôi Blink ra đằng sau, vỉa hết hàng là đam đằng sau, nó xong. Cái bọn còn lại thì nó làm gì có đam. Ui giời, đơn giản. Thế anh em nhá. Đấy, còn trong cái clip này thì vẫn chưa tiết lộ hết đâu. Chưa tiết lộ hết cái cách counter sáu đỏ đâu, nhưng mà anh em sẽ được tiết lộ lốt ở cái clip tiếp theo anh em nhá. Nó sẽ rất chi tiết ở clip tiếp theo. Rất là cảm ơn anh em, và anh em thấy hay để lại cho tôi một like. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip tiếp theo. Ngay lúc này anh em có thể chọn ở phía trên hoặc phía dưới clip đề xuất ở trong cái phần cuối của video clip này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.